Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong toàn diện, hiện đại, chủ động, thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Quảng Nam. Thaco Trường Hải đẩy mạnh xuất khẩu semi-remote sang thị trường Mỹ. Sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2016-2021. Thưa quý vị, sáng nay hội nghị ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong toàn diện, hiện đại, chủ động, thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự tại điểm cầu trung tâm. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các sở ngành liên quan tham dự. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, tình hình thế giới chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, nhiều diễn biến mới vượt khỏi dự báo, trong đó nổi lên là đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội và giao lưu quốc tế. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng yếu của đối ngoại, đạt được những kết quả quan trọng. Ngành đã đi đầu triển khai ngoại giao kinh tế, ngoại giao vaccine, tranh thủ được sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả của cộng đồng quốc tế về vaccine, vật phẩm y tế trong điều trị và phòng chống thích ứng an toàn với dịch bệnh. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác ngoại giao thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gợi mở những vấn đề ngành ngoại giao phải chú ý tập trung giải quyết, như nghiên cứu chiến lược, tích lũy cơ sở dữ liệu để có được một kho tàng cơ sở dữ liệu đầy đủ toàn diện trên các mặt để phân tích kỹ càng, thông tin chính xác. Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững từ chiều rộng sang chiều sâu, phát huy hợp tác kinh tế tiềm năng ở những địa bàn có tính chất chiến lược, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hướng tới mục tiêu 2045 và trước mắt triển khai nghị quyết Đại hội 13 về đối ngoại, vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ từ sớm, từ xa bằng các biện pháp ngoại giao, kết hợp đối nội và đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Thưa quý vị, trong chuyến công tác tại Quảng Nam, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 270 Quân khu 5 đóng tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Cao Huy Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đến dâng hoa và thắp hương tại nhà truyền thống Lữ đoàn 270 tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Phó Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn đối với người cha già vĩ đại của dân tộc, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 270 cho biết, từ năm 2000 đến nay, Lữ đoàn đã tổ chức thi công nhiều công trình quan trọng trên tuyến biên giới. Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn luôn phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Những việc làm trên đã để lại hình ảnh tốt đẹp của người lính. Đứng chân trên địa bàn duyên hải miền Trung, vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai bão lụt, đơn vị xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Những năm qua, Lữ đoàn đã cử hàng chục lượt phân đội và hàng trăm phương tiện cơ động ứng cứu bám sát các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, thực hiện di dời người dân vùng thiên tai an toàn, vận chuyển hàng cứu trợ giúp người dân vượt qua khó khăn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận thành tích 50 năm nỗ lực phấn đấu không ngừng của đơn vị. Đây là bề dày vẻ vang của cán bộ chiến sĩ trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và cả trong thời bình. Công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, tạo thế trận vững vàng vững chắc của quân khu 5. Khu vực miền Trung chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Chiến sĩ Lữ đoàn 270 đã giúp nhân dân cùng người dân vượt qua bão lũ, hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống COVID-19 hiệu quả. Phó Chủ tịch nước trân trọng những chiến công, thành tích xuất sắc mà đơn vị đạt được trong thời gian qua. Hiện nay diễn biến của tình hình thế giới rất phức tạp, vì vậy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi cán bộ chiến sĩ đơn vị phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, không để bị động bất ngờ.
Chiều nay, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa viếng hương tri ân cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại khu lưu niệm ở xã Thanh Xuân 1, huyện Núi Thành. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đối với Đảng, cách mạng và nhân dân cả nước, nguyện theo gương đồng chí sống, làm việc, cống hiến, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Chiều nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa viếng hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu lần lượt dâng hoa viếng hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh lớn lao của những người mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Các thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng quý báu ấy, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, xứng đáng với những hy sinh của các mẹ cho quê hương đất nước. Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô ở khu phố 2, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ. Trong sự đứt gãy của rất nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu, Thaco, một trong những doanh nghiệp cơ khí ô tô hàng đầu Việt Nam, vẫn tiếp tục duy trì sản xuất cung ứng chi tiết phụ kiện đến các thị trường khó tính. Đơn hàng hơn 6.000 sơ mi rơ móc được Thaco Auto ký kết với Peace Enterprise, một trong 15 nhà sản xuất sơ mi rơ móc lớn tại Mỹ, tiếp tục lên tàu tại cảng Trung Quốc vào sáng nay. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19, có sự tham dự và phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành. Sáng ngày 15 tháng 12, hơn 6.000 sơ mi rơ móc được Thaco Auto ký kết với Beast Enterprise, 115 nhà sản xuất sơ mi rơ móc lớn tại Mỹ, được bàn giao lên tàu tại cảng Trung Quốc, đánh dấu giao dịch có giá trị và số lượng lớn nhất từ trước đến nay giữa Thaco và một doanh nghiệp lớn của Mỹ. Không chỉ khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và khu vực, sự kiện đánh dấu năng lực cạnh tranh và hội nhập của Thaco nói riêng, của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung, khi tự tin còn bước ra thị trường thế giới, khẳng định uy tín bằng việc thâm nhập vào những thị trường khó tính như Hoa Kỳ. Việc tập đoàn Thaco tìm kiếm được đối tác và ký kết hợp tác chiến lược với một trong những tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ, đồng thời bàn giao gần 1.000 sơ mi rơ móc đầu tiên trong năm nay để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, trong bối cảnh nhiều chuỗi sản xuất cung ứng bị đứt gãy do đại dịch COVID-19 gây ra, là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực vượt bậc, sự năng động sáng tạo và sức bật ngoạn mục của Thaco. Tại lễ xuất khẩu sơ mi rơ móc, hai bên tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác trong phân phối độc quyền sản phẩm sơ mi rơ móc tại thị trường Mỹ. Đây là thành quả tiếp theo sau gần 2 năm nghiên cứu phát triển và giới thiệu sản phẩm tại thị trường Mỹ. Sơ mi rơ móc Thaco đã được đánh giá phù hợp với nhu cầu khách hàng và có năng lực cạnh tranh cao. Bằng chứng là chỉ tính riêng ở thị trường này, Thaco dự kiến sản lượng sơ mi rơ móc trong năm 2021 tăng gấp 5 lần so với năm đầu tiên xuất khẩu. Tục ngữ có câu, hợp quần gây sức mạnh, và mối quan hệ hợp tác giữa Thaco và Toray Intermodal đã minh chứng cho điều ấy. Mỗi bên đang đóng góp những kỹ năng và kinh nghiệm riêng của mình. Tôi tin đó là công thức để thành công, cũng là nền tảng để mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Lễ xuất khẩu sơ mi rơ móc sang thị trường Mỹ hôm nay, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ khí và công nghiệp hỗ trợ trong thời gian qua, có ý nghĩa khẳng định chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô, chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, và hoạt động giao thương hàng hóa với khu vực và thế giới của Chính phủ và Bộ Công Thương là đúng đắn nếu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện với quyết tâm cao và có chiến lược, kế hoạch đúng và phù hợp. Thaco cam kết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển cơ khí và công nghiệp hỗ trợ bằng nội lực, đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp có ngành nghề liên quan bên ngoài để tối ưu hóa chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu trong nước và cạnh tranh được với khu vực và thế giới. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự buổi làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước và đại biểu Quốc hội Đặng Thị Bảo Trinh. Thực hiện chỉ đạo về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Hiệp Đức đã tiến hành các hồ sơ thủ tục để thành lập thị trấn Tân Bình trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết cử tri, người dân đều ủng hộ chủ trương sáp nhập. Công tác bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được thực hiện đầy đủ. Công tác quy hoạch phát triển cho thị trấn Tân Bình được quan tâm triển khai với mục tiêu đạt chuẩn đô thị loại 5 vào năm 2025, đến năm 2035 đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Các ý kiến tại buổi làm việc đều cho rằng việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm chi ngân sách, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy vậy, việc sắp xếp vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế liên quan đến việc bố trí vị trí việc làm cho cán bộ công chức dôi dư. Do địa bàn mở rộng nên công tác quản lý đô thị, phòng chống tội phạm gặp nhiều khó khăn. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022. Năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức quán triệt học tập các nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, hội thi, hội thao, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Năm 2022, lực lượng vũ trang Quảng Nam tiếp tục quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, diễn tập, tham gia tích cực các hội thi, hội thao các cấp, tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng đạt chất lượng tốt. Các địa phương, đơn vị chỉ đạo quản lý tốt đất quốc phòng và công trình chiến đấu, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác giao nhận quân năm 2022. Sáng nay, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đầu cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì. 5 năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được các cấp, các ngành và tổ chức thành viên triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn từng địa phương, hướng các hoạt động về cơ sở. Thông qua 5 nội dung, cuộc vận động đã góp phần thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí nông thôn mới. Đáng chú ý, các địa phương đã vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, hiến đất, tham gia xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, các công trình công cộng, công trình dân sinh, phục vụ tốt hơn đời sống người dân, xây dựng thành công nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 65,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, gần 40% cấp huyện hoàn thành và đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Sáng nay, Đại hội Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Quyền Trẻ Em và Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Quảng Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quảng Nam. Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn, đại diện các sở ban ngành và 73 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Quyền Trẻ Em và Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Quảng Nam đã vận động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, các doanh nghiệp hảo tâm trong và ngoài địa phương với kinh phí trên 52,6 tỷ đồng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trợ giúp cho đối tượng trẻ em, người nghèo, yếu thế xã hội. Nổi bật như chương trình hỗ trợ mổ tim, điều trị ung thư cho trẻ em khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trợ giúp chương trình đi lại cho người khuyết tật. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ đến 2021-2026, Hội tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm như mỗi năm hỗ trợ mổ tim từ 70 đến 90 trẻ em khó khăn mỗi năm, trợ giúp điều trị bệnh ung thư từ 20 đến 30 bệnh nhân mỗi năm, tặng học bổng từ 300 đến 500 trẻ em mỗi năm. Tại đại hội, 22 đồng chí trong ban chấp hành khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành ra mắt nhận nhiệm vụ. Bà Hồ Thị Thanh Lâm tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Quyền Trẻ Em và Bệnh nhân Nghèo tỉnh Quảng Nam.
quý vị, sáng nay thành phố Tam Kỳ tổ chức tiêm vaccine cho học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Công tác tổ chức tiêm cho học sinh đã được chuẩn bị rất chu đáo để quá trình tiêm diễn ra an toàn, thuận lợi và nhanh chóng. Để tránh tập trung đông người và không mất nhiều thời gian, nhà trường chia học sinh các lớp theo từng khung giờ tiêm khác nhau. Trong quá trình khám sàng lọc và tiêm, các y bác sĩ hướng dẫn dặn dò các em học sinh rất kỹ về những phản ứng sau tiêm nếu xảy ra để kịp thời xử lý. Theo kế hoạch, thành phố Tam Kỳ sẽ tiến hành tiêm mũi 1 cho tất cả học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12, với số lượng dự kiến 6.190 em. Công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông vừa khởi công xây dựng dự án Dragon Bird tại đường tỉnh lộ 10 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty này là thành viên của tập đoàn Quảng Thuận, được gây dựng từ những người Quảng Nam xa quê, hiện làm chủ đầu tư dự án khu đô thị Dragon Bird. Theo đó, dự án khu đô thị Dragon Bird có quy mô hơn 48 hectare với nhiều tiện ích đa dạng và đẳng cấp phía Tây Sài Gòn. Bà Nguyễn Thị Hoa, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cấp quyết định giao đất ngày 21 tháng 1 năm 2021, Sở Xây dựng Long An cấp phép ngày 5 tháng 2 năm 2021. Hai công ty Bến Thành Invest và Phúc Thịnh được chủ đầu tư tin tưởng hợp tác phát triển và phân phối độc quyền toàn bộ ra thị trường 180 lô đất ở biệt thự và 1.499 lô đất ở nhà phố liền kề có diện tích trung bình từ 80 đến 150 m2. Hiện dự án đang tiến hành thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhà điều hành, dự kiến tháng 1 năm 2022 sẽ chính thức mở bán đợt 1. Nằm trong chương trình Huda trân quý vị Tết nhà, chiều nay 15 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn Casper Việt Nam, nhãn hàng Huda đã tổ chức tặng quà Tết cho 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành. 100 suất quà Tết mỗi suất trị giá 250.000 đồng là những mặt hàng thiết yếu đã được trao đến từng hộ khó khăn của xã Tam Hải. Đây là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều hộ mất việc, không có thu nhập do tác động của đại dịch COVID-19. Trước xã đảo Tam Hải, Huda đã trao 900 suất quà cho 15 xã khó khăn thuộc các địa phương Tam Kỳ, Hội An, Phú Ninh, Thăng Bình, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, nâng tổng suất quà Tết do Huda tặng dịp này lên 1.000 suất. Mặc dù là chương trình tặng quà thường niên vào mỗi dịp Tết, song năm nay, dù khó khăn do tác động của đại dịch, Huda vẫn cố gắng duy trì chương trình ý nghĩa này để giúp những hộ, những địa phương vùng khó khăn, trong đó có nhiều xã của tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, thời gian qua, đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Ngọc, thành phố Tam Kỳ, có thể khẳng định việc học tập và làm theo Bác luôn được hội phát động và tổ chức lồng ghép vào các phong trào một cách hiệu quả, tạo động lực khích lệ, khơi dậy tinh thần học tập, lao động, trách nhiệm của một cán bộ hội viên phụ nữ đối với gia đình, cộng đồng, đối với sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ. Qua đó góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, mà đặc biệt là trong việc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đây được xem là một trong những tuyến đường nông thôn đẹp khi vừa đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Vườn Tường Đường Đẹp do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Để có tuyến đường như vậy, chị em phụ nữ thôn Đồng Hành, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ đã tham gia hiến đất mở rộng làn đường từ 3m lên 5m, tích cực dọn dẹp, giữ gìn, xây dựng cảnh quan nông thôn, đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Mới đây, 35 hộ phụ nữ trong thôn tiếp tục đóng góp hơn 7 triệu đồng xây dựng mô hình thùng rác tự quản, bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao do địa phương phát động. Vừa rồi cũng kết hợp với làm cái thùng rác này, là nhất là thanh niên phụ nữ là cũng đi toàn tuyến này từ trên nhà cô lên đến nhà thôn, và mình cũng tác động cho các thôn, các tổ khác đều vươn lên theo tổ mình. Thời gian qua, việc học Bác luôn được chị em phụ nữ xã Tam Ngọc tâm huyết trên tinh thần tự giác với nhiều cách làm sáng tạo. Các công trình phần việc luôn được lựa chọn kỹ càng với các tiêu chí phù hợp với tâm tư nguyện vọng, hội viên phụ nữ cũng như sát với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Đặc biệt thông qua phong trào cuộc vận động gia đình 503 sạch tuyến đường phụ nữ tự quản, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các chi tổ hội và hội viên với nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và xã nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao.
thực hiện tốt cái công tác bảo vệ môi trường, thì nhằm góp phần của mình trong cái việc thực hiện cái xây dựng cái khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, và đồng thời góp phần thực hiện cái tiêu chí môi trường để xã là hoàn thành để xây dựng cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vai trò của phụ nữ đã vận động hội viên tầng lớp phụ nữ tích cực trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Với những việc làm cụ thể, nội dung thiết thực đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Những tuyến đường thông thoáng khang trang được điểm tô bởi các tiểu hoa viên cây cảnh xanh mát ngay hàng thẳng lối, được chính các chị em phụ nữ xã Tam Ngọc tận tâm chăm sóc, như làm bừng thêm sức sống mới cho vùng nông thôn mới ven đô đang từng ngày thay da đổi thịt. Trước sự phát triển từng ngày của quê hương, người dân có quyền tin tưởng vào một cuộc sống ấm no hạnh phúc, dân chủ văn minh như chính những kỳ vọng, mục tiêu ban đầu đặt ra đối với những làng quê, nông thôn mới. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là kết thúc. Bây giờ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và kính chào tạm biệt.